Xin chào tất cả các em Hôm nay chúng ta đến với bài học đầu tiên trong khóa Pencil N3 Ở bài học này chúng ta sẽ học về cấu trúc và chức năng của ADN Thực chất thì trước cái bài học này thì thầy đã cung cấp cho các em hai video bổ trợ Video thứ nhất đó chính là phương pháp ôn tập hiệu quả môn sinh học Ở đó thầy đã bày cho các em các cách để làm thế nào để ôn tập hiệu quả nhất từ lý thuyết đến bài tập và sinh học từ nhớ một cách tổng quan, từ nhớ một cách chi tiết vì uh, clip thứ hai đó chính là clip bị bổ trợ một phần kiến thức của lớp 10. Bởi vì là ở phần kiến thức lớp 12 thì nó liên quan đến một chút của kiến thức lớp 10 thì ở một uh, video bổ trợ đó là tế bào học, các bào quan và các chất hữu cơ quan trọng trong tế bào thì thầy đã bổ trợ cho các em rồi. Còn bài hôm nay là bài học chính thức chúng ta bắt đầu cái khóa PC đó chính là cấu trúc và chức năng của ADN. Thì uh, ở bài này thì uh, như thầy đã ở trong khóa video bổ trợ thì đã nói Acid nucleic nó gồm có hai loại, đó chính là ADN và ARN. Nhưng ADN mới là vật chất mang thông tin di chuyển chính của hầu hết tất cả các sinh vật trên trái đất. ARN cũng có nhưng nó chỉ xảy ra ở virus, còn từ vi khuẩn đến các loại như thực vật, động vật, động vật nguyên sinh như ngay cả con người chúng ta thì vật chất di chuyển đó chính là ADN. Thế thì ở bài học ngày hôm nay thầy sẽ cung cấp cho các em một cái phương pháp. Đó là gì? Thầy muốn nói các em một phương pháp đó là phương pháp tư duy ngược. Mặc dù đề bài của chúng ta nói là cấu trúc và chức năng của ADN và kể cả ở trong sách giáo khoa người ta cũng trình bày cho các em cấu trúc và chức năng trước, cấu trúc trước rồi đến chức năng sau. Thế nhưng mà ở đời ấy, chúng ta không nên học như vậy, bởi vì học như vậy thì chúng ta đang trở thành học vẹt. Bởi vì tại sao chúng ta nên học ngược lại? Đó là chúng ta học chức năng rồi cho học, học cấu trúc. Tại vì sao? Bởi vì xem này này, các em biết một điều rằng là ở trong cái phần phương pháp ôn tập hiệu quả môn sinh học thầy nói các em rằng trong sinh học nó luôn luôn có một khái niệm đó chính là cấu trúc phải phù hợp với chức năng và chức năng nó quy định cái cấu trúc vậy thì cái chức năng mà cái sinh vật hay bất kỳ cái sự vật sự việc nào nó muốn bây giờ chúng ta ví dụ như đơn giản này chúng ta muốn một cái ghế để ngồi êm ái hay cái gì đó chúng ta cần một ngôi nhà để ở và với thiết kế như thế này thì người kiến trúc sư người ta phải tạo ra một cái nó như cái nhu cầu của chúng ta có nghĩa là gì cái chức năng nó như vậy thì cần cái cấu tạo nó như vậy chứ không phải là người ta tự người ta sản xuất cho một cái ghế một cách một cách ngẫu nhiên rồi bắt chúng ta ngồi đúng không hay người ta sản xuất ra bất kỳ một cái gì đó bắt chúng ta dùng mà đó là gì do nhu cầu vậy chính vì thế mà chúng ta hãy đi tìm hiểu cái chức năng của phân tử adn trước vậy thì phân tử adn thầy nói các em rồi acid nucleic nó, nó là vật chất mang thông tin di truyền của tế bào và thông tin di truyền ở đây là gì thông tin di truyền là thông tin về tất cả các yếu tố trong cơ thể đúng không cấu trúc rồi thì Um, uh, cấu trúc trong tế bào này cấu trúc cơ thể cấu trúc tế bào rồi thì các hoạt động sinh lý sinh chức năng của cơ thể thế thì mang đấy là thông tin về toàn bộ tế bào thông tin của toàn bộ cơ thể và adn đó là vật chất mang thông tin chủ yếu của tất cả các loài sinh vật vậy thì chức năng đầu tiên của adn chúng ta nói với nhau là chức năng chức năng của adn đó là gì đó là vật chất mang thông tin di truyền vật chất mang thông tin di chuyển Nó mang Nhưng không phải chỉ đơn giản nó chỉ mang Mà nó còn lưu trữ và bảo quản thông tin di chuyển Cái thứ hai Đó là truyền đạt thông tin di chuyển Truyền đạt thông tin di chuyển nhiều bạn nói vanh vách rằng ADN nó truyền đạt thông tin di truyền nhưng mà khi mà thầy hỏi truyền đạt thông tin di truyền thì truyền đạt từ đâu đến đâu thì các bạn lại không trả lời được thế thì điều đấy chứng tỏ rằng là các em chỉ học vẹt vấn đề các em phải hiểu hiểu được nó truyền đạt từ đâu đến đâu thế thì đầu tiên nó truyền đạt từ ADN sang ARN với ở tế bào nhân thực thì chúng ta có thể nói rằng là nó truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất tiếp theo nữa nó truyền đạt thông tin di truyền đến đâu đây là ở trong tế bào đúng không nó còn truyền đạt thông tin để truyền từ tế bào này thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác và nói lớn hơn nữa đó là thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác tiếp theo nữa là cái gì chức năng thứ tiếp theo của nó là thứ hai là truyền đạt thông tin di chuyển đúng không cái chức năng thứ ba có đây mang thông tin di chuyển lưu trữ thông tin di chuyển bảo quản thông tin di chuyển truyền đạt thông tin di chuyển rồi còn gì còn còn gì nữa đó chính là chức năng của nó là mang khả năng biến đổi tạo nền tảng cho sự tiến hóa khả năng biến đổi tạo cơ sở và nền tảng cho tiến hóa. Chính vì thế mà tại sao các em học sách giáo khoa, các em học di chuyển trước, tiến hóa và sinh thái sau. Các em học cái gì các em cũng phải đặt cho mình câu hỏi là tại sao chúng ta học cái đó. Tại sao chúng ta học cái này trước, chúng ta học cái này sau. Đúng không? Di truyền nó là cơ sở cho quá trình tiến hóa. Bởi vì chúng ta học cái quá trình tiến hóa, tiến hóa là gì? tiến hóa đơn giản là quá trình biến đổi Biến đổi của sinh vật, biến đổi của điều kiện kiện địa chất khí hậu Đó là những cái gì thích nghi thì được bảo tồn Những cái gì mà kém thích nghi, những cái không có lợi cho bản thân sinh vật Nó sẽ bị loại loại bỏ Thì tất cả những cái được điểm mới, những cái biến đổi mới xảy ra đấy Đều do những biến đổi về mặt vật chất di chuyển tạo ra Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là Ở đây các em sẽ thấy là thầy sẽ chỉ cho các em từ ba cái chức năng chính của phân tử ADN này các em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ học những bài học gì ở tiếp theo Thứ nhất, mang thông tin di truyền, lưu trữ bảo quản thông tin di truyền Đó chính là cấu trúc ADN Đó chính là bài ngày hôm nay chúng ta học Tiếp theo nữa, truyền đạt thông tin di truyền từ ADN sang ARN Đó chính là quá trình phiên mã chúng ta sẽ học ngay sau, sau đó Phiên mã, nó còn truyền đạt thông tin Tiếp nữa là từ ARN ARN thực chất là một phân tử trung gian Truyền đạt thông tin di chuyển từ ADN Từ ARN Sang đến protein Và quá trình này gọi là quá trình dịch mã Chúng ta học ở bài học tiếp theo Tiếp theo nó truyền đạt từ thế hệ tế bào này Sang thế hệ tế bào khác Cơ thể này sang cơ thể khác Nó muốn truyền đạt được thì nó phải làm sao? Nó phải tạo ra được một bảng giống nó Đó chính là quá trình nhân đôi Chúng ta học đó chính là nhân đôi Mà lớn hơn nữa đó chính là quá trình nguyên phần Các em đã học ở chương trình lớp 10 Thứ hai, thứ ba đó là biến đổi tạo ra cơ sở nền tảng cho quá trình tiến hóa Tức là gì? Có nghĩa là phát sinh những cái đặc điểm mới Những cái biến đổi mặt di truyền, biến đổi mặt gen Đó chính là các em học cái bài đột biến gen đột biến gen đó chính là những bài mà chúng chúng ta sẽ học. Nó rất đơn giản, từ cái chức năng của ADN mà chúng ta suy ra được chúng ta sẽ học những bài gì. Ok, bây giờ chúng ta bước vào đó là cấu trúc và chức năng của ADN. Để thể hiện tất cả các chức năng như thế này thì nó phải có đặc điểm cấu trúc như thế nào thì nó mới đáp ứng được cái điều kiện đưa ra. Chúng ta đầu tiên đến thứ nhất đó là cấu tạo phân tử ADN. Phần thứ hai đây phần thứ nhất nhé cấu tạo phân tử ADN ADN bản chất của nó cũng là một chất hóa học nó là polymer nó gọi là axit deoxyribonucleic axit deoxyribonucleic nucleic. là axit mà. Đó là axit, đó là phân tử polymer. Thế thì phân tử ADN thì em sẽ hình dung này, chúng ta nhìn vào cái chức năng của nó, nó làm mang thông tin, lưu trữ bảo quản thông di truyền. Muốn mang được thông tin thì đương nhiên anh không phải là một phân tử hóa học đơn giản. Nếu như anh đơn giản như oxy anh đơn giản như nước, anh đơn giản như hydro thì anh mang được bao nhiêu thông tin? Rõ ràng là không phải như vậy. Mà rõ ràng nếu như anh muốn mang được thông tin di truyền thì anh phải là một đại phân tử. Đúng không? Là một đại phân tử thì anh may mang được nhiều thông tin đó là cái, cái tư duy thông thường các em nên học sinh học bằng một cách đó là chúng ta tư duy từ cuộc sống nhảy vào trong sinh học chứ đừng mang ứng dụng từ sinh học nhảy ra vào cuộc sống thì nó rất là phức tạp thì bây giờ chúng ta đơn giản hơn là chúng ta dùng cuộc sống để chúng ta học sinh học thế thì tiếp theo nữa nó lưu trữ và bảo quản được thông tin di chuyển thì các em hãy đơn giản các em hình dung này các em muốn lưu trữ các em muốn bảo quản được cái gì đó thì đương nhiên cấu tạo hay cái cái gì đó nó phải rất là vững chắc đúng không đó thế là chúng ta mới mang máng hình dung rằng à như vậy là cấu tạo phân tử ADN nó phải đáp ứng được cái việc là gì nó là mang nhược nhiều thông tin cái thứ hai nó phải vững chắc nó không vững chắc thì anh không thể bảo quản được đúng không axit deoxyribonucleic và nó là một đại phân tử nó được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nguyên tắc đa phân Và đơn phân là gì? Đơn phân đó là các nucleotide. Người ta gọi là nucleotide. Đơn phân là nucleotide. Các em học polymer là một phân tử nằm một chuỗi trùng hợp đúng không? Đó các phân tử nó giống nhau. Các phân tử giống nhau, nhưng ở polymer ở phân tử ADN này nó có một cái rất đặc biệt. Bởi vì nếu như nó lại giống như tất cả các thằng polymer thông thường các em học polyethylene, polystyrene đúng không? Thì nó sẽ không thể nào mang được các thông tin di chuyển được. Và cái gì đặc biệt ở đây? Đơn phân ở các nucleotide, mỗi một nucleotide nó cấu tạo ra sao? Nó gồm có 3 thành phần. Thành phần đầu tiên đó chính là gốc phosphat hay còn gọi là acid phosphoric, gốc phosphat Tiếp theo nữa, đó là một phân tử đường. Đường deoxyribose. Nên chính vì thế nó gọi là axit deoxyribose. Đường deoxy Cái tiếp theo nữa, đó chính là một loại rất đặc biệt. Ở đây đó chính là bazơ Trong cái bazơ này, nó gồm 4 loại bazơ là A, T, G và X. Trong đó có hai loại baziliter người ta gọi là nhóm lớn, đó chính là A và G và hai loại baziliter nó thuộc gọi là nhóm nhỏ, đó chính là T và X, T và X, được chưa? Các em sẽ thấy rằng là các nucleotit nó khác nhau, nó giống nhau ở gốc phốt phát và đường, nhưng nó lại khác nhau ở cái baziliter này. Nên chính vì thế cái điều này nó sẽ tạo ra bốn loại lù tít. Sự sắp xếp của bốn loại lù tít này với số lượng khác nhau nó tạo lên phân tử ADN. Chính vì thế mà các phân tử ADN nó sẽ rất đa dạng. Tí nữa chúng ta sẽ nói nói chuyện nói đến cái chuyện này. Chính vì thế mà phân tử polymer ở phân tử ADN này nó khác hoàn toàn những cái polymer các em đã học ở trong cái hóa học. Đúng không? Ok. Vậy thì một nô tít nó được cấu tạo ba thành phần này nó liên kết với nhau như thế nào? Các bạn đã thấy ở đây. Gốc phốt phát đường deoxyribose và 3 liter, đúng không? Deoxy đường deoxyribose đó là một phân tử 5 carbon, đây là oxy. Là carbon. Đây là H. OH. H. OH. đây có một mạch carbon cs 2 và đây là phosphor gốc phosphat đây chính là gốc phosphat phát à, CH2 và đây bên này nó nối với một đoạn ở vị trí này đó chính là bazơ liter liter được cấu tạo khá phức tạp gồm có những mạch hai vòng mạch hai vòng rồi thì mạch carbon và nitơ nữa nên chính vì thế gọi là bazơ nitơ đây chính là bazơ nitơ bazơ nitơ thế các em sẽ thấy đây carbon nó có 5 carbon và carbon đấy nó sẽ chỉ ở vị trí như thế nào à, đây là vị trí carbon số 1 2 và con số 3 carbon số 4 và đây là vị trí carbon số 5 và như vậy các em sẽ thấy rằng Thấy rằng là cái gì? Ở vị trí carbon số 5 Nhưng mà các em sẽ thấy rằng là Người ta đánh dấu ở đây người ta lại đánh dấu là 1, 2, 3, 4, 5 Mà người ta không ghi là 1, 2, ba 4, 5 Vậy tại sao có điều đó? Tại sao không ghi, ghi, ghi vị trí carbon số 5, 4, 3, 2, 1 Mà ông sách giáo khoa người ta nói với các em đó là vị trí carbon 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Bởi vì thế này ở đây cũng có vòng carbon này, basalator này Vị trí chính vì thế mà để phân biệt giữa vòng carbon ở trong phân tử đường Với vòng carbon ở cái basalator Người ta đánh thêm một cái dấu phẩy vào đây để phân biệt cái vị trí đó 5 phẩy, 3 phẩy Thế thì các em sẽ thấy được rằng Các em sẽ thấy được rằng Ở phân tử một cái nô tít này Đầu 5 phẩy nó sẽ có nhóm phốt phát đầu 5 phẩy Luôn luôn có gắn nhóm mốt phát Và đầu 3 phẩy luôn luôn có nhóm OH ở đây thực tế trong một lutit cái liên kết ở đây CH2 ở đây thực chất trước khi liên kết với axit ferric nó có một nhóm OH dính với cái CH2 này khi mà nó liên kết với axit ở đây nó sẽ tạo ra một cái liên kết ở đây người ta gọi là liên kết este các em biết rồi liên kết este là liên kết giữa axit và gốc rượu đúng không axit hữu cơ gốc rượu nhưng ở đây đặc biệt ở chỗ là liên kết giữa axit vô cơ và nhóm OH đây. Nên khi mà chúng ta vẽ không còn nhóm OH nữa bởi vì ấy nó tạo liên kết ở đây và phân tử nước đã bay ra rồi. Liên kết este là tạo ra và giải phóng ra phân tử nước, đúng không? Thế thì à, chính vì thế mà các em hãy hình dung đơn giản này này, ngay trong bản thân một lutit đó đã tồn tại sẵn một liên kết este giữa axit gốc phát và nhóm OH ở vị trí carbon số 5 và tạo lên một liên kết este sẵn ở đây rồi. Ok. Bởi vì các em phải chú ý thế này để tí nữa thầy sẽ giới thiệu là các lutit nó sẽ liên kết với nhau như thế nào. Đấy. Thì bây giờ, tiếp theo này, bây giờ đến tiếp theo là các lutit nó sẽ liên kết với nhau như thế nào. Phân tử ADN là một phân tử polyme nhưng hở hầu hết tất cả các loài sinh vật, từ sinh vật nhân sơ đến sinh vật nhân chuẩn. Uh, nhân nhân sơ đến nhân thực thì ADN nó là hai mạch. ADN nó cấu tạo hai mạch ADN à nó cấu tạo hai mạch cấu tạo hai mạch và trên mỗi mạch là một chuỗi polymer gồm các đơn phân là các đủ tít vậy thì khoan nói đến chuyện hai mạch nó liên kết như thế nào tí chúng ta sẽ nói đó là bên cái này cấu hình không gian thì bây giờ chúng ta hãy nói đến trên một mạch thì nó liên kết với nhau như thế nào vậy trên một mạch trên một mạch thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó liên kết với nhau như thế nào từ khi được, từ cái công thức vẽ này các em cũng sẽ thấy được rằng phân tử adn nó gồm các nguyên tố gồm có carbon hydro oxy nitơ và phosphor cấu tạo nên đó là người ta gọi là năm nguyên tố chonp chonp đó là 5 nguyên tố vậy thì bây giờ thầy sẽ vẽ tiếp theo các nucleotide nó sẽ liên kết với nhau thế nào nhé à thầy sẽ vẽ tiếp một cái nucleotide ở đây đứng ở đây cho nó Rộng đúng không? Đây là oxy. Tiếp theo đây đó chính là 3 giờ lít. À, 3 giờ lít. Chúng ta thấy đây H OH H OH Ở đây là H OH. Và như vậy các em biết được rằng ở cái đoạn này nó thò ra cái thằng CH2 đúng không? Đấy, các thầy vẽ lên lui xuống thì nó đẹp hơn. Đấy, CS2 Thì các em biết được rằng Thằng này nó liên kết với cái thằng phốt phò ở đây đúng không? Thằng phốt phò ở đây đúng không? Đây, đây là hai lưu tít nó rời nhau ra Thế bây giờ chúng làm thế nào để nó liên kết tiếp? Liên kết tiếp ở đây Nó sẽ cái axit phosphoric này axit phosphoric này Nó sẽ tạo một liên kết với Cái nhóm OH ở vị trí carbon số 3 này Ở vị trí carbon số 3 này Đấy, và giải phóng ra một phân tử nước một h 2 o cái oh đây bị tiêu đi này à, cái oh ở đây kết hợp với h của axit phosphoric nó sẽ bay ra một phân tử nước và nó hình thành một liên kết ở đây là liên kết este các bạn có khi là còn giỏi hơn thầy bởi vì các bạn giỏi hóa hơn thầy chứ đúng không thế thì liên kết este nó sẽ tạo ra được một liên kết ở đây và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là đây là một liên kết este và đây là một liên kết este Và chính vì thế mà người ta bảo rằng Ở đây giữa hai nô tít này Liên kết với nhau bằng liên kết Food for este Nhưng các em phải hiểu rằng Một liên kết este nó đã có sẵn Ở trong nô tít Rồi và một liên kết este Nó được hình thành thêm một nữa Trong quá trình liên kết giữa các nô tít Vậy thì ở trên một mạch Trên một mạch các glutid liên kết với nhau bằng liên kết phốt pho diester đầu 5 phẩy của glutid số 2 liên kết với nhóm phốt phát phải nói rõ nhóm phốt phát ở đầu 5 phẩy của lutit số 2 Liên kết với nhóm OH Của Ở vị trí carbon Vị trí carbon số 3 C3 Đấy Của lutit số 1 Nói đơn giản là gì Đầu thằng này đâm vào đít thằng kia Thế là xong đúng không Đầu 5 phẩy của này đâm vào đít thằng 3 phẩy thằng kia Thế nó dễ hiểu Là nhằng Ok thế thì cái liên kết food for diester này nó được gọi là liên kết cộng hóa trị mà các em học hóa rồi cộng hóa trị là một liên kết cực bền vững liên kết cộng hóa trị và đây nó tạo ấn tính bền vững đó à, giờ thì các em đã hiểu rằng là phân tử adn nó bền vững cho sao chưa đó chính là do mối liên kết food for diester giữa các luthit trên một mạch của phân tử adn còn bây giờ nó lại còn liên kết hai mạch nữa cơ Vậy thì hai mạch nó sẽ liên kết như thế nào? Như vậy nó phải rất là bền vững Nhưng mà Bền vững thì bền vững Nhưng bởi vì anh còn thực hiện các chức năng kia của anh nữa Còn thực hiện rất nhiều các chức năng nữa Chứ không phải anh chỉ có việc khư khư Anh ôm cái bọc trứng ở trong người Nên chính vì thế mà cấu tạo hai mạch Nó có đặc điểm và ưu thế như thế nào Để làm cho cái phân tử ADN Thực hiện được nhiều chức năng kia Chúng ta đến với phần 2 Đó chính là phần tiếp theo Đó là cấu tạo hai mạch hay cấu tạo không gian của phân tử ADN Vừa rồi chúng ta nói với nhau về cái việc mà giữa các lô tít trên cùng một mạch nó liên kết với nhau như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem phân tử ADN hai mạch thì giữa hai mạch đấy nó liên kết với nhau theo kiểu gì. Vừa rồi chúng ta nói với nhau một trên một mạch thì nút tít đầu của thằng này đâm vào đít thằng kia. Ở cái đầu 5 phẩy của thằng này đâm vào đít 3 phẩy của thằng kia. Chính vì thế mà nó cứ lối tiếp như vậy ở vị trí carbon đầu phốt phát 5 phẩy của lô tít số 2 Bluetooth số 3 nó cứ tiếp tục tiếp tục như vậy. Nó liên kết với cái đầu 3.0H OH của cái Bluetooth mà trước nó. Nên chính vì thế mà trước một phân tử ADN người ta bảo rằng phân tử ADN nó có chiều từ 5. đến 3. chính vì lý do đấy. Nó có chiều từ 5. đến 3. Đây chính là chiều của phân tử ADN. Bởi vì chiều của mạch ghép nối nó theo chiều 5. 3. 5. 3. cứ như vậy, cứ như vậy. Và như ban đầu thầy nói lutit thì có bốn loại lutit bởi vì sự khác nhau giữa các bazơ liter thế thì thầy đã nói với các em rồi bazơ thì gồm có hai loại có bốn loại và chia thành hai nhóm một nhóm là gọi là nhóm lớn đồ gồm có a và g người ta gọi là purin và nhóm nhỏ người ta gọi là t và x bởi vì sự tương quan về mặt cấu tạo cấu trúc hóa học cấu trúc không gian nên chính vì thế mà a có thể liên a à, thầy xin lỗi là a chỉ liên kết a có thể tạo thành cái liên kết hydro với thằng t và g của có thể tạo liên kết hydro với thằng x g có thể tạo nên liên kết hydro với x liên kết hydro là một liên kết yếu nó rất dễ hình thành cũng rất dễ phá vỡ nó là một loại liên kết yếu thế thì a và t liên kết nhau hai liên kết hydro và g liên kết x và liên kết hydro nhưng bởi vì do cấu trúc hóa học thế nên cái sự tương đồng A chỉ tương đồng với T và G chỉ tương đồng với X. Thế nên các em hãy để ý rằng là A chỉ liên kết được với T và liên kết bằng hai liên kết hydro. G chỉ liên kết được với X và liên kết bằng 3 liên kết hydro. Đấy là cái điều thầy nói các em hãy nhớ về điều đó. Chính vì thế mà giữa các giữa các ba của hai mạch của phân tử ADN nó tạo lên một mối liên kết hydro giữa các ba giờ lítơ. Đây là liên kết hydro. Chính vì thế mà nó làm cho phân tử ADN là một phân tử hai mạch, nhưng phân tử hai mạch này lại có chiều ngược nhau, hai mạch. Người ta gọi là hai mạch đối song song, đối song song bởi vì có hai mạch có chiều 5,3 phẩy ngược nhau. Em sẽ nhìn vào đây, theo đúng cái trình tự liên kết 5,3 phẩy Mạch kia cũng 5 phẩy, phẩy Thì mạch còn lại cũng là 5 phẩy đến 3 phẩy Đó Chính vì tạo thành một mối liên kết dọc thế, như, như thế này Nên tạo ra phân tử ADN hai mạch ADN hai mạch Vậy thì ADN hai mạch này Nó có cái đặc điểm ưu thế gì? Các em sẽ thấy rằng liên kết hydro Nó là một liên kết yếu Thế thì chẳng có tính bền vững gì ở đây cả nhưng các em hãy lưu ý rằng số lượng liên kết hydro là rất lớn, số lượng liên kết là rất lớn. Số lượng liên kết số lượng rất lớn. Bởi vì các em sẽ hình dung này, cứ A với T liên kết bằng 2, Gần với X bằng, kết bằng 3. Thế nên chính vì thế mà tổng số liên kết hydro trên toàn bộ phân tử ADN là rất lớn. Chính vì thế mà cái liên kết hydro này nó tạo lên tính bền vững tương đối của phân tử ADN tính bền vững tương đối tương đối của phân tử aden thế nhưng chính nhờ của liên kết hydro này nó lại tạo nên một tính chất nữa đó là tính mềm dẻo của phân tử aden chính vì thế tại sao mà thầy nói rằng là cái bài học này cấu trúc và và chức năng của ADN đó là sự kết hợp giữa cương và nhu cương ở đây đó chính là liên kết phosphodiester đó là liên kết cộng hóa trị rất bền vững được hình thành trên hai mạch của phân tử ADN giữa các loopit với nhau nhưng nó lại có liên kết hydro vừa tăng tính bền vững của phân tử ADN nhưng nó lại tạo nên tính mềm dẻo của phân tử ADN mềm dẻo ở đây thể hiện cái gì? Bởi vì liên kết hydro rất dễ hình thành nhưng cũng dễ phá vỡ, nên chính vì thế khi cần thiết nó có thể tách hai mạch ra dễ dàng để thực hiện chức năng sống của nó, đó chính là quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã. Nên chính vì thế nó giống như một võ sĩ ở đây rõ ràng vừa có vững rất là vững chắc nhưng cũng rất là linh hoạt. Nó là tạo nên tính bền vững đối ADN và cái này nó tạo nên tính mềm dẻo. và linh hoạt của phân tử ADN. Nhìn vào đây các em sẽ thấy rằng là ADN hai mạch nó ưu thế hơn một mạch. Ưu thế ưu thế hơn là cái thứ nhất là gì? Chính vì thế mà tại sao phần lớn sinh vật ngày nay đó là ADN hai mạch chứ không phải một mạch. Khi mà hình thành trong quá trình tiến hóa bắt đầu nó là một mạch sau đó là hai mạch. Thế thì hai mạch nó ưu thế hơn là điểm gì? Hai mạch nó ưu thế hơn là thứ nhất nó cấu tạo bền vững hơn, đúng không? Không cãi. Có bàn cãi gì ở đây? Cái thứ hai nữa là hai mạch nó sẽ tăng cường cái gì? hiệu suất quá trình nhân đôi lên nếu như có một mạch anh trong một khoảng thời gian nhất định anh chỉ tạo ra một mạch khác một mạch khác một khách khác đúng không thế nhưng khi mà có hai mạch thì trong một cùng thời điểm hiệu suất nó nhân đôi lên cho các em nó tách ra vào hai mạch đấy cùng tổng hợp thì lúc đó nó sẽ tạo ra được hai phân tử adn mà chỉ trong cùng một khoảng thời gian và cái ưu điểm thứ ba của phân tử adn hai mạch ở chỗ khi mà các em học quá trình nhân đôi thầy sẽ nhắc đến nữa đó chính là khả năng sửa chữa của phân tử ADN. Bởi vì một mạch kia nó sẽ là đối chiếu cho mạch còn lại. Nó là một cái gương phản chiếu. Nhìn vào đấy sai rồi, phải sửa. Phải sửa thế nào? Chúng ta học trong quá trình nhân đôi ADN nhé. Yeah. À, chính vì thế mà sự kết hợp giữa liên kết liên kết uh, phosphodiester rồi liên kết hydro tạo nên tính bền vững tạo ấn tính mềm dẻo của phân tử ADN. Chính vì thế mà vật chất di truyền nó vừa được bảo vệ, vừa được và bảo vệ một cách rất là cẩn thận, rất là bền vững. Và cái thứ hai, nó vẫn có thể thực hiện cái chức năng sống mà nó vốn có. À, đây là cấu tạo hai mạch của phân tử ADN. Nhưng nếu như như thế này là một cấu tạo hóa học, cấu tạo phân tử. Thế nhưng cấu hình không gian vậy thì thực tế trong không gian phân tử ADN nó sẽ tồn tại như thế nào? Thì khi các em cứ hình dung đây là một chiếc thang dây và chúng ta chỉ cần xoắn nó lại cái thang dây đó, nó sẽ ra một cấu hình không gian của phân tử ADN. Đây là cấu hình dạng B do Watson và Crick, hai người hai nhà khoa học đã phát hiện ra cấu trúc và được giải cấu trúc của phân tử cấu hình không gian của phân tử ADN và đã được giải Nobel. Và cấu trúc mà chúng ta học nhiều học ở đây trong trường học phổ thông nó có rất nhiều cấu trúc dạng A, dạng D, dạng E nhưng ở đây đó chính là dạng B. Cấu trúc xoắn dạng B, xoắn phải. Đây là cấu trúc điển hình nhất chúng ta học. Đường kính vòng xoắn hai mạch xoắn với nhau 20 angstrom. Chiều cao một chu kỳ xoắn là 34 angstrom. Tại sao nhiều bạn hình dung là tại sao một chu kỳ xoắn là chiều cao là 34 angstrom? Bởi vì thế này, bởi vì xoắn là theo hình không gian, bắt đầu từ điểm này nó xoắn vào đây và nó xoắn đến cái điểm này. Có nghĩa là một điểm từ đây và đến đây. Xoắn từ dưới lên trên, xoắn từ dưới lên trên và bắt đầu tại một điểm, kết thúc tại một điểm theo phương thẳng đứng. Chính vì thế mà độ cao của vòng xoắn là 34 angstrom tương đương với 10 cặp lô tít bởi vì một cặp lô tít có chiều dài 3,4 ăn từ đông. Đây là dạng B và xoắn phải. Đây là dạng phổ biến nhất và dạng chúng ta sẽ học trong chương trình trung học phổ thông. Ngoài ra còn những dạng khác thì chúng ta không học như thế này mà chúng ta chỉ biết thôi. À, ok. Và đó chính là cái phân tử ADN. Thế thì phân tử ADN ấy thì uh, phân tử ADN thì gồm có rất nhiều ở các sinh vật khác nhau. Thế thì vật chất di truyền ADN ấy, thì ở sinh vật nhân thực ADN là sinh vật nhân thực. Nhân thực thì nó có là hai mạch thẳng, đó là hai mạch thẳng. Nó gồm có hai mạch thẳng. Hai mạch thẳng này nó tồn tại ở trong nhân. Và ADN là sinh vật nhân thực, nó còn có một loại ADN nữa mà các bạn không hề để ý ở đây, đó chính là ADN trong ti thể và lạp thể. Và nhớ rằng lạp thể chỉ có ở thực vật. Động vật không có lạp thể đâu nha. Động vật mà có lạp thể thì thầy xanh lè chứ không phải đen xì như thế này. Ok. Thế thì bây giờ ADN trong ti thể và lạp thể. Thì ADN trong ti thể và lạp thể nó có đặc biệt ở chỗ là ADN trong ti thể. Lạp thể nó giống y hệt ADN của vi khuẩn. Nó là ADN dạng vòng vòng và kép. Ở đây nó chính là kép, ở đây có nghĩa là hai mạch. Đây chính là ADN ở sinh vật nhân thực. Còn ADN ở sinh vật nhân thượng, nhân sơ. Chúng ta nói với nhau ở đây đó chính là vi khuẩn. Ờ uh, ADN ở sinh vật nhân sơ thì đó gồm có hai loại ADN. ADN thứ nhất người ta gọi là ADN trong vùng nhân, mặc dù nó chưa có mảng nhân bao bọc chất nhân. Cái này thầy đã nói trong cái video bổ trợ về tế bào học rồi. Đó là nó cùng có ADN vòng kép ở trong vùng nhân hay còn gọi là miền nhân. Nó chưa có màng như màu nhân. Và một loại ADN thứ hai đó người ta gọi là plasmid. Plasmid nó tồn tại ở trong tế bào chất của vi khuẩn với kích thước nhỏ hơn ADN của vi khuẩn trong miền nhân rất nhiều. Và plasmid đấy nó có vai trò rất quan trọng trong ứng dụng di truyền học và chọn giống. Một chương chúng ta sẽ học cách đây mấy chương nữa. Ok. Thì nhớ, nhớ như vậy thôi. Một cái là plasmid cũng là vòng kép và tồn tại ở tế bào chất trong. Plasmid này nó chứa các gen kháng sinh, gen chống chịu dành cho các loại vi khuẩn. Đó. Còn aden ở virus thì ở virus thì làm sao? Ở virus Virus là một dạng sống mà có cái vật chất di truyền đa dạng nhất nó gồm có cả ADN và ARN. ADN nó gồm có cả một mạch và có cả hai mạch, có cả vòng và có cả thẳng. Đấy, và ARN nữa, vật chất ở virus là như thế này. À. Vậy thì chúng ta từ lễ đến giờ chúng ta nói với nhau rằng là phân tử ADN. Vậy thì từ lễ đến giờ chúng ta nói với nhau rằng là phân tử ADN nó có cấu tạo rất là bền vững do liên kết Phosphor-Diester rồi thì liên kết hydro và chính liên kết hero cũng tạo tính mềm dẻo của phân tử ADN nữa Và sự sắp xếp các tít Mà thầy ngay từ đầu thầy đã nói rồi Cái phân tử ADN này nó là một polymer nhưng nó đặc biệt hơn các polymer khác Đó là đơn phân của nó không giống nhau Nó có bốn loại tít đó Nên chính vì thế mà sự sắp xếp của các lưu tít hay còn gọi là trật tự sắp xếp của glutit và cái gì số lượng và cái gì nữa là thành phần tại sao thầy đưa cái này lên đầu mà thầy không nói là số lượng thành phần trước bởi vì cái này nó là yếu tố quan trọng nhất đó là gì sự sắp xếp hay trật tự sắp xếp của các glutit trên phân tử adn nó sẽ tạo lên gì tạo nên hai tính chất đó là tính đa dạng và tính đặc trưng của phân tử ADN của phân tử ADN. Tại sao chúng ta nghe có vẻ như là đối lập nhau, vừa đa dạng vừa đặc trưng. Sự sắp xếp các nucleotide theo nhiều cách khác nhau, đây là yếu tố chính nhé, yếu tố quan trọng nhất. Và sắp xếp theo những cách khác nhau với số lượng thành phần khác nhau tạo tính đa dạng. Đa dạng ở đây là đa dạng sinh vật, có nghĩa là rất nhiều loài sinh vật có những cái phân tử ADN nó khác nhau. Thế nhưng mà đặc trưng ở đây là đặc trưng cho từng loại sinh vật Ở mỗi loài sinh vật có cách sắp xếp riêng và chỉ từng đấy cách sắp xếp thôi Chính vì thế nó sẽ tạo lên cái gì? Miếng thịt bò nó khác miếng thịt lợn đấy, Thịt người khác với thịt bò thêm với khác với thịt gà Nó là như vậy Đó. Thế thì chính vì thế mà sinh vật mới có phân tử ADN nó rất đa dạng với các em cứ hình dung nào với cái số lượng nghìn, hai nghìn, ba nghìn, hàng triệu mà lại thành phần nó khác nhau nữa, sau lại trật tự sắp xếp nó khác nhau nữa thì tạo nên vô số các phân tử ADN khác nhau, được chưa? đấy, đó chính là vai trò của phân tử ADN. vậy thì sự sắp xếp các nucleotid này như thế nào để mã hóa cho thông tin di truyền? mà thông tin di truyền đây đó chính là các thông tin về axit amin thì chúng ta sẽ gặp nhau trong bài tiếp theo đó là gen cấu trúc và mã di truyền. vậy thì bài học ngày hôm nay thầy đã giới thiệu với các em về cấu trúc và chức năng của phân tử adn hãy nhớ cho thầy đó là sự kết hợp giữa nhu và cương ở trong chính cái cấu trúc của phân tử adn này để giúp nó vừa mang được cách thực hiện đủ đầy đủ các chức năng vừa mang thông tin di chuyển vừa bảo quản thông tin di chuyển nhưng lại thực hiện được các chức năng sống của nó từ cấu tạo đơn phân là gì cấu tạo hóa học là gì cấu tạo không gian là gì cấu tạo hai mạch là gì đây chính là cấu tạo không gian của nó rồi thì sự chú ý ở các phần adn nó thuộc ở các nhân thực virus nhân sơ và hy vọng rằng là cái bài học này uh, sẽ giúp ích cho các em uh, phần kiến thức Để chúng ta có thể học tốt những bài học khác trong khóa Pensy của thầy Và chúc tất cả các em học tốt Xin hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo của thầy Xin chào tất cả các em